Khi mà bạn quyết định làm răng sứ thì làm như thế nào để bạn có thể chọn một chiếc răng phù hợp nhất cho mình? Và cái răng cái tóc là góc con người. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của hàm răng, đặc biệt là trong chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. Ngoài ra thì vùng khoang miệng của chúng ta chính là cửa ngõ của bộ máy tiêu hóa. Chính vì vậy, khi mà hàm răng của bạn có những cái vấn đề thì không những nó ảnh hưởng tới vẻ ngoài mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa và sức khỏe toàn thân. Và hãy cùng xem hết video này để bạn có thể biết cách để chọn một loại răng sứ phù hợp nhất với hàm răng của mình nhé. Trước khi bước vào nội dung chính, cho những bạn chưa biết đến bác sĩ Cường thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Hà Nội và đã từng công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba đầu ngành về răng mặt. Và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học đầu Hàn Quốc về y tế và cao học Pháp Việt. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta được gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày. Và ấn vào nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Và việc đầu tiên khi mà các bạn quyết định làm răng sứ, điều này vô cùng quan trọng, đó là chúng ta chọn cho mình được một cơ sở nha khoa uy tín để trao gửi hàm răng của mình. Và chọn một người bác sĩ có tâm để khi làm thì mình không còn bị hối tiếc vì răng mài không giống như là tóc cắt đi có thể mọc lại. Mà khi chúng ta đã mài đi rồi thì sẽ không thể nào quay trở lại nữa và không sửa chữa được nữa. Vì vậy mà bác sĩ Cường đặt vấn đề này lên đầu tiên khi chúng ta tìm hiểu về răng sứ. Bác sĩ Cường biết là ngoài kia có những trào lưu bọc răng sứ giá rẻ, làm răng sứ bất chấp, và điều này thì vô cùng nguy hiểm và có thể bạn sẽ không thấy được hậu quả ngày một ngày hai, nhưng sau này vài năm sau thì chúng ta có thể có những cái biến chứng khôn lường. Và khi làm răng sứ thì các bác sĩ sẽ cần phải đánh giá về tình trạng răng miệng của bạn như thế nào. Cụ thể là các bác sĩ sẽ xem xét tình trạng răng gốc, xem là thân răng đang có còn nguyên vẹn hay không, hay là răng đã chữa tủy hay chưa, hoặc là có mắc các vấn đề ví dụ như là viêm lợi hay là viêm quanh răng kèm theo hay không. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng sẽ đánh giá về màu sắc của răng hoặc là mức độ chen chúc của các răng trên cung hàm. Sau đó thì bác sĩ sẽ tìm hiểu xem nguyện vọng của bạn, bạn muốn làm răng sứ để phục hồi thân răng hay là bạn muốn làm răng sứ thẩm mỹ để cải thiện toàn bộ hình thể, màu sắc của răng. Sau khi mà tổng hợp tất cả các yếu tố trên thì bác sĩ sẽ đưa ra cho bạn một lời khuyên là các bạn nên làm chụp răng sứ hay là làm miếng dán sứ veneer. Sau đó thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho các bạn về các mức chi phí để quyết định là nên làm loại vật liệu nào. Thông thường hiện nay trong các video khác thì bác sĩ Cường đã nói rất kỹ về sẽ có hai loại chính, đó là răng sứ kim loại và răng toàn sứ. Sứ kim loại thì chính là loại răng sứ mà có lõi ở bên trong bằng kim loại và bên ngoài được phủ bởi một lớp sứ. Và răng sứ này thì trước đây hay được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên thì ngày nay với công nghệ hiện đại thì răng toàn sứ đã ra đời với thành phần hoàn toàn bằng sứ. Do đó thì nó sẽ có độ trong hơn và nhìn tự nhiên hơn giống như là răng thật. Hơn nữa là răng toàn sứ không có thành phần kim loại nên sẽ không có nguy cơ gây kích thích đường viền lợi, gây viêm nhiễm. Và một số bạn trước đây làm răng sứ kim loại thì thấy hay có hiện tượng đó là bị đổi màu đường viền lợi ở trên, và thứ hai nữa đó là hay bị vỡ các lớp sứ phía bên ngoài. Điều này sẽ không tốt trong những trường hợp mà các răng ở phía trước và các răng đó còn tủy sống. Do là răng còn tủy nên là nó dễ bị kích thích bởi các tác nhân, do cái phần kim loại này có tính dẫn nhiệt và dẫn điện nên nó có nguy cơ kích thích phần tủy răng. Nhưng mà chính điều này các bạn sẽ không gặp phải đối với răng toàn sứ nhé. Có một cái nhược điểm, đó chính là chi phí làm răng toàn sứ thì sẽ cao hơn so với răng sứ kim loại một chút. Chính vì vậy, việc ra quyết định làm răng phụ thuộc vào tài chính cá nhân của bạn. Và trên kênh YouTube bác sĩ Cường có chia sẻ rất kỹ về các dòng răng sứ, và bạn có thể tìm hiểu các video này để rõ thêm nhé. Và khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ không còn bị những thứ hào nhoáng, những dòng răng sứ giá trên trời hay là giá rẻ mạt lừa gạt nữa. Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu làm răng sứ thẩm mỹ thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn thêm về các loại dáng răng hoặc là màu sắc răng để phù hợp với nhu cầu và phù hợp với khuôn mặt, làn da của bạn. Điều này vô cùng quan trọng, nó phụ thuộc vào thẩm mỹ của bác sĩ nữa. Và răng sứ đẹp sẽ phù hợp, hài hòa với khuôn mặt, mang lại phong thủy tốt cho người sử dụng. Có nghĩa là khi mà nhìn vào ai đó mà bạn sẽ cảm thấy ưa nhìn, đẹp, các bạn sẽ thích, đúng không? Và răng sứ thẩm mỹ sẽ cần hài hòa với khuôn mặt, làn da, miệng và phần lợi của các bạn nữa. Hay hình dung là bạn đang có một làn da nhưng mà răng của bạn lại có màu quá trắng thì trông sẽ không hài hòa với làn da của bạn, đúng không? Và các bạn sẽ mất công sức và tiền bạc
thì hàm răng của bạn nó cũng cần phải tự nhiên nhất có thể. Bác sĩ Cường thì hay tư vấn là màu sắc tự nhiên để tránh trắng sáng quá, vì sau khi mà bạn lớn tuổi thì răng vẫn hoàn toàn đẹp và tự tin với hàm răng mới, thay vì khi đó chúng ta lại ngại ngùng và phải đi làm lại một hàm răng khác. Bên cạnh đó thì một tiêu chuẩn quan trọng hơn mà đối với những người có chuyên môn không tốt, không có kiến thức về khớp cắn sẽ khó mà tính toán được, đó là việc răng sứ phải đảm bảo ăn nhai, và đây là một điều vô cùng quan trọng. Hãy thử tưởng tượng là bạn có một hàm răng sứ và bỏ ra rất nhiều tiền nhưng lại không thể ăn nhai được, thì lúc này chất lượng sống sẽ giảm như thế nào? Và để đạt được những cái điều này thì các bác sĩ sẽ cần phải tìm hiểu biết rất kỹ và rất sâu về lĩnh vực khớp cắn. Do đó thì các bạn cần lựa chọn những cơ sở nha khoa có các bác sĩ chuyên môn tốt để đảm bảo tránh các hiện tượng mà lắp răng sứ vào thì các bạn không thể ăn nhai một cách bình thường được. Và điều quan trọng thứ ba đó chính là kín khít của các răng sứ. Điều này có nghĩa là răng sứ phải được chế tác vừa vặn, không thừa cũng không thiếu. Khi mà răng sứ bị thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc ăn nhai của bạn, và các bạn sẽ không thể nghiền nát được thức ăn, hoặc thức ăn sẽ dễ dàng bị nhét ở các phía kẽ răng cũng như là phía dưới gầm của răng sứ, gây ra cái hiện tượng hôi miệng và viêm nhiễm rất là kinh khủng. Và bạn tưởng tượng thức ăn bị nhét lâu ngày thì sẽ kinh khủng như thế nào. Ngoài ra trong những trường hợp răng sứ bị thừa hoặc bị cậy thì sẽ ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm, tức là khớp ăn nhai này, hoặc là sẽ bị chèn ép vào vùng xung quanh dẫn đến những cái hiện tượng như là viêm lợi hoặc là tụt lợi. Và điều thứ tư đó chính là răng sứ thì phải đảm bảo chất lượng tốt. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các quảng cáo về răng sứ giá rẻ. Tuy nhiên là các bạn cũng cần tham khảo để biết được chính xác nguồn gốc của những loại răng sứ này, bởi vì những loại răng sứ có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gây viêm lợi hoặc là dễ bị vỡ sau khi ăn nhai. Xuất xứ không rõ ràng sẽ khiến cho việc sau này bảo hành cũng sẽ khó khăn hơn. Và trên đây là toàn bộ những cái thông tin về việc làm răng sứ như thế nào để lựa chọn được một chiếc răng sứ phù hợp và thông minh nhất. Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn, và có bất kỳ điều gì thắc mắc về răng sứ thì hãy nhắn tin cho bác sĩ Cường và bác sĩ Cường sẽ tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí. Và nếu thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng. Bác sĩ Cường xin chào và hẹn gặp lại. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 Phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.